Fatty hôm nay bị ốm rồi. Fatty không ăn được cái gì cả. Không. Bom dia. Bom dia. Rồi, bạn muốn phát ra kệ. Bom dia, bom dia. Dạ, bom dia, bom dia. Tá tudo bem? Tá com mẹ? À, Tony. Ôi dồi. Tá onde, Antonio? Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Xin chào mọi người nha. Tony Fatty. Cune. Ta duente. Fatty como? Fatty tem febre. Ừ, lại ốm lại sốt. Cún kia. Hôm nay Quyết với Quỳnh lại lâu lâu lại cung cấp cho các bạn một ít lương thực, một ít gạo, một ít mì, vì là lâu lâu các bạn ấy không có đủ mì đủ gạo ăn, đấy các bạn mới chỉ có đỗ đủ đỗ với lại ngô thế thôi, nhưng mà gạo với mì thì các bạn lâu rồi cũng không có. Thế bây giờ là chúng ta phải cung cấp cho các bạn một tí, bởi vì là ngoài hai vợ chồng bạn ra thì cả một đoàn tàu há miệng ở đằng sau nữa, năm đứa nữa, cho nên là ở đây các bạn ấy tuy nó có sản xuất rồi nhưng mà vẫn chưa thể là đủ ăn được, chỉ là có thôi chứ chưa đủ mọi người ạ. Thế cho nên là chúng ta phải mua một ít cho các bạn ấy xuống dưới này để các bạn ấy có sức để làm việc. Dần dần thì chúng ta sẽ cắt bớt các cái khoản trợ cấp đấy cho các bạn đi. Tức là Quyết với Quỳnh xuống dưới này thường xuyên sẽ thấy được, biết được các bạn thiếu cái gì thì chúng ta sẽ cung cấp cho các bạn cái đấy. Thế xong rồi là dần dần các bạn quen rồi là các bạn phải cắt dần đi mọi người nhé. Bây giờ là buổi sáng, đang nấu gì đây? Nấu nước này, chắc là nấu bột cho Quỳnh con ăn này. Wow, wow, wow. Hai con dê biết làm gì đây? À, đây là túi cám của dê đó. À, dê đang liếm cái gì không biết. Đấy. À, buổi sáng này, đang ăn cái gì đây? Đỗ à? Bên này khoai luộc à? Ê, sơ kê? Phê dao công kê? Ừ, công kê. Olha de barro. Cun, é? E banana. Doutor, viram o caminho, tá? Fica bonito, né? Quem capi? Eu, Antônio, e João. Sou três pessoas? Sou... Mãe, anh đi ra nấu cao cao bà. Nó là ai grande, đó tôi đây. Por que não chama tudo pessoa aqui? Vai lá. Não chama mesmo eles não aí. Ninguém? Ninguém. Ê. Đấy, Maria khoe cái đoạn đường. Lúc nãy đi ngoài kia có một cái đoạn đường ngắn ngắn, mình thấy hôm nay các bạn phát trông bảo xanh sạch đẹp thế, trong đang đi dở một đoạn thì thấy tự nhiên nó vẫn còn nguyên như cũ, bảo không biết mình đi lạc đường không. Maria vừa khoe hôm qua, Maria Antonio với lại số bà chặt phát cỏ ở ngoài đường, nhưng mà gọi các bạn ở trong bản ở trong xóm này thì không ai đi cả đó, tức là chưa có mình phát động thì chưa có ai đi cả. Hôm qua có ba người làm cho nên chưa làm được nhiều. Aqui tem sal. Não, não tem la sal. Tem la sal. Sal é bem. Não, não tem la sal, é a palha. Tem quê? Palha. Mấy cái dê này không hiểu là sao nó liếm thế đấy. Aqui comida de. Sim, sim. Eu tô dando ele comer. Deve ser sal em ver. Você mandou o Marcos levar o bambuani pra cá. A partir de todas as mandioqueiras, você mesmo não leva pra cá. Ô, Marcos. Leva, vem. Não leva mesmo mais. Não leva. Ela está partindo todas as mandiocas. Bambu fazer o quê? Bambu, aquele bambu. Está levando, está partindo as mandiocas. Ela mesmo, para que não leva? Não, bambu fazer o quê? É para levar lá em cima. Para quê? Fazer o quê? Vou meter naquela casa aí. Papai, que tem uma malha. Anh cứ bây giờ có bạn mới thôi thế này. Hai con dê, cái túi cám của các bạn ấy để cho dê ăn mà từ cái túi mày ngô ấy. Mà ăn liếm liếm, lúc đầu liếm mình cứ tưởng liếm cái gì. Hóa ra là hai tên đến cái chỗ cái bì này để liếm, để ăn. Ngoan ấy nhỉ. À. Ôi, ăn vậy xong tí nữa khát nước thôi rồi luôn. Tí nữa khát nước, uống nước đi. Vâng. Đây mọi người này, các bạn ấy cũng có cả cái cám này để cho dê nó ăn đấy. Cái này là
khi mà các bạn đi làm bột phun ấy thì cái mảnh ngô này các bạn nghiền ra thì nó sót cái này thì lấy về để cho dê ăn nhé mọi người nhé. Con dê với con cún này là nó chọi nhau ngay này mọi người ạ. Con dê cái này nó húc đấy. Kiểu xem nhau anh ạ. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Nó nhìn như con chó kia là nó ý kiến ngay. Ăn ngoan đấy. Hai con dê này lúc đầu về thì hơi lạ lạ, bây giờ nó quen rồi, nó thân mình rồi. Ngoan, quen người rồi. Ngoan cực luôn. Chả chê cái gì cả. Nuôi dê này cũng hay phết đấy anh nhỉ. Ừ. Cái gì cũng ăn được. Vừa ăn nhưng mà vừa canh chó. Ở chó nó không ăn đâu mà lo. Con chó này nó cũng ấy, chó này nó hay đùa, bọn dê nó không cắn đâu, hay đùa. Đùa cả người, đùa cả dê. Chó rất mất dạy. Tôi để kể cho hai hắn này ăn. Hôm nay chắc là được một bữa lo đây. Cái đồ ăn này mà để lâu quá nó cũng bị mốc đi mà. Thế nên là cũng không, các bạn cứ tiết kiệm, các bạn cho ăn ít một. Mình cứ để cho nó ăn, cho nó no đi. Fatty hôm nay bị ốm rồi. Fatty không ăn được cái gì cả. Thế mọi người nhìn này. Em xa số Fatty á, nấu đàn hình gành á. Em xa số Fatty á. Nha. Suốt ngày ốm, thay nhau ốm rồi. Bố ốm, mẹ ốm, không đến con ốm. Con thì thay nhau ốm, người này khỏi thì bắt đầu này người kia bị. Hôm trước là Tony ốm đấy. Tony kiểu như là sốt virus này. Phải là cô mù. Dạ. Bác sĩ này. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tút kìa, tút đang đợi kìa anh. Ô là bác này, CB. Cún cho một nửa hộp vừa lẽ ăn của Fatty rồi. Ăn đi dắt anh. Quay dắt thành tài nhá. Fatty ăn nữa không? Cá đuôi ăn không? Ăn đây đây có rồi còn nhìn nữa. Nào em đi ra tay, em đi ra tay. Em là sốt tay u mà đây rồi. Ra tay đâu rồi? Tony thôi nhá. Em xả quạt đa para quỳnh nhá, em xả para quỳnh nhá, quạt đa. Sao này qua lại hả? Quạt đa quỳnh nhá. Rồi Maxi quạt đa quỳnh nhá. Quỳnh Piken này cũng ngồi ăn. Cẩn thận cún nó ăn trộm đấy. Cúi đà đồ tút đây à, con gà tu nổ. Nam Sora, Fatia. Đây là bebe muita agua y come bebe. Marian, đa qua y củ đậu có đi cà ba y con ta bực cái này ta đã anh đi cùng này. Hôm nay thời tiết cũng rất là nóng mọi người ạ, không kém hôm cháy nhà pu tù tí nào. Bây giờ là sau khi mà trời nó mưa, nó không còn mưa nữa đấy mọi người, thì bây giờ đất đai nó rất là khô, nó nóng, mà bây giờ trồng cấy cái gì ra cũng chẳng trồng cấy được nữa. À, bây giờ chúng ta lại vòng lại quay ra đi làm cỏ ở những cái chỗ nào mà trước bận chưa làm được thì vợ chồng bạn ấy lại quay ra làm cỏ. Ví dụ như là những cái chỗ sắn này này mọi người. Đó. Những cái chỗ sắn này là từ hôm qua giờ là hai vợ chồng bạn ấy đã làm rất là sạch cỏ rồi. Nhưng mà do lần trước là chúng ta có trồng kèm đỗ đây nó tạp cho nên là sắn nó lên được không đều. Nhưng mà sau khi mà dọn cỏ xong rồi thì nó sẽ lên đều hết đấy mọi người nhé. Thì ngay bên này, chó chạy đâu kia? Ngay chỗ này là giới hạn của bên này là đất nhà bạn ấy, bên này là đất của số bà nha mọi người nhé. Bên này là đất của số bà này. Thì nhà số bà đây cũng mới làm cỏ này, đó.
ngô ở trên này này, mọi người trông này. Tuy thế nhưng mà ngô của các bạn đi lên rất là nhanh. Cái ngô này là trồng sau ngô nếp Việt Nam mình đấy chứ đúng không? Thế nhưng mà lên rất là tốt, lên rất là nhanh này. Đó, cái ngô trồng ra sau đấy mọi người để ý, cái ngô trồng trên đồi ấy, ai xem video ngay từ đầu thì mọi người sẽ biết là nó lên rất là đẹp cái ngô này. Chịu hạn rất là tốt, mặc dù là sau khi trồng xong mọi người, sau khi trồng xong mấy ngày là nó không có giọt mưa nào cả. Mà nó lên được như thế này là 1-2 hôm nữa là có mưa là ok hết cái chỗ ngô này luôn đấy. Hạt nó lại mầm khỏe. Đấy, rất khỏe cái hạt này luôn. Cái chỗ này là cái chỗ ngày trước chúng ta trồng đỗ đấy mọi người. Thì có trồng xen kẽ sắn vào. Thì bây giờ là thu hoạch hết đi, dọn hết đi. Bây giờ là chúng ta sẽ trồng tiếp đỗ vào đây và trồng chỗ này chắc chắn là sẽ cho sắn vào nhé mọi người nha. Còn rất là nhiều chỗ các bạn ấy chưa kịp mà làm cỏ. Trời nắng này cũng tranh thủ để dọn hết đi. Đến khi mà có đợt mưa đợt nữa ấy, nó có được vài ngày mưa mình sẽ gieo hạt luôn. Mọi người trông này, đang còn tiếc những quả đậu còn sót lại. Bạn đang tiếc những quả đậu còn sót lại, bạn phải nhặt này, bạn phải nhìn đất kỹ, bạn nhặt đây này. Đấy, vừa làm cỏ vừa nhặt được cả đống đỗ đây này. Đó. Đỗ xay xem còn hạt ngon không anh? Còn chứ, trông như này hạt vẫn ngon đấy. Hạt, hạt to, hạt thoi ấy. To bự. To bự. Nhìn bên ngoài xấu xấu ấy. Ờ, nhưng mà bên trong bị nhọ nhọ rồi nè. Ừ, nhưng mà không sao. Đỗ vẫn ngon mà. Đây là những cái đỗ nó sót lại từ ngày xưa trước trồng đỗ đây là thu hoạch cũng khá đỗ mà mọi người. Đấy. Thì vẫn còn hạt trắng trắng vẫn ăn được, vẫn ngon. Công nhận nắng thế thật luôn. À, cái cỏ mà các bạn ấy vừa phạt xong tức thì luôn nhá. Mới phạt xong tức thì mà bây giờ nó đã khô như này. Mọi người tưởng tượng là cái sức cái nắng nó kinh khủng khiếp thế nào luôn. Nóng dã man đấy. Nó vừa nắng nó vừa khô. Cái kiểu nắng. Hy vọng là và 1-2 ngày nữa trời có trời mưa thì cái chỗ này chúng ta trồng cây ra nó mới có hy vọng này. Mà nếu như 1-2 ngày nữa không mưa thì chỗ này đỗ với lại ngô là nghe có vẻ nguy cấp lắm đấy, nguy cấp lắm. Mà trên này thì không có nước để mà tưới. Nguy cấp thì phải chịu thôi. À, đấy là do ông trời cho thì mình cũng căn chỉnh các kiểu. Không phải, cái này là do mình chứ không phải do ông trời. Vì là quy luật ở đây là mưa cũng rất là đều rồi. Cái trên này là do mình trồng rất là muộn. Mình đáng nhẽ phải làm đất từ sớm hơn. Làm đất sớm hơn và trồng ra sớm luôn. Thì cái ngô này nó đã tốt rồi, các cái cây này nó đã tốt rồi. Thì nó chịu được hạn tốt. À, cái cơ bản là do quá bận, quá nhiều việc. Thế cho nên là không ấy được. Cái chỗ lạc thì đỡ được hơn đúng không? Đúng rồi, lạc ở dưới kia thấp với lại mình trồng ra sớm hơn. Còn ở trên này là mình trồng muộn. Thế cho nên là nó sẽ bị yếu hơn. Khi mà nó chưa bén rễ tốt ấy. Nó yếu hơn rất là nhiều. Nắng quá em phải đứng vào cái góc của bóng râm. À, mọi người trông này bây giờ là trời nắng quá cho nên là Quyết với Quỳnh chỉ ngồi đây chơi với các bạn thôi. Ngồi bàn chiến lược. Ngồi bàn chiến sự thế giới xem là tình hình là có cái gì hay ho không. Thì Quyết vừa lượn lờ cho Quỳnh bẻ thêm một quả ổi về để ăn. Thế là ngồi đây là bàn chiến sự chiến lược. Đấy, và bạn Cún thì bạn ấy ở bên cạnh bạn ấy. Nằm ngủ say như chó chết. Anh bảo thế, cho con say sữa. Kiểu vậy. Ôi giời ơi. Hai vợ chồng mình đi một bước là nó đi theo một bước. Đi theo một bước mà mình đi là nó nghịch lắm. Còn ở phía trước này thì hai vợ chồng bạn ấy đang phát cỏ. Ở cái chỗ này là cái chỗ ranh giới đất nhà bạn với đất nhà số bà mà mọi người. Thì đất nhà số bà bên này thì cây cối cỏ kia là mọc rậm rạp hết rồi. Nó tràn cả sang bên đất nhà mình rồi. Đó. À, Maxi này được nhiệm vụ mang lửa lên để chuẩn bị đốt này, đốt những cái cỏ khô này. Maxi là hôm nay được sai vặt hơi bị nhiều đấy. Maxi ở trong em nữa, hai đứa ở trong nhà. Đấy. Maxi là nhiệm vụ rất là nhiều ấy, rất là nhiều việc. Là nhiệm vụ là đi bố mẹ ở trên này sai cái gì là làm cái đấy.
Bây giờ là mang được than lên trên này để châm lửa đốt. Bánh kem tì. Có rất nhiều thứ mà các bạn đi cắt bữa trước thì bây giờ là nó mới khô ấy, bây giờ mới đốt đấy. Ôi, Maxi mang lửa lên thế xong rồi là Quyết chạy vòng để đi đốt xung quanh đây cho các bạn ấy. Mà đi có một tí vào mà vãi cả mồ hôi cả nhà. Trời mưa từ thứ bảy chủ nhật tuần trước nhá, rất là nhanh, bây giờ lại đã đến cuối tuần tiếp rồi mà không có mưa, tức là phải một tuần rồi không mưa, ngày nào cũng vừa nắng vừa khô, nóng lắm. Ở bên này là cái đợt mưa thứ hai này nó không dày như cái đợt mưa đầu tiên cả nhà, mà khoảng cách giữa các cái đợt mưa ấy, thời tiết nó nắng và nó gắt hơn rất là nhiều, chứ nó không ẩm như cái đợt mưa đầu tiên ấy. Vâng, em thấy Maria bảo đợt này đáng lẽ ra nó cũng có nhiều mưa đấy. Ở như những năm trước có, mà ở các tỉnh khác có tỉnh mưa khác rồi. Vẫn mưa. Nhưng mà ở tỉnh này là năm nay là nó cũng ấy hơn. Tỉnh mưa này, mưa ít hơn mưa một chút. Nhưng mà khả năng là nó nắng nóng như thế này thì mấy ngày nữa là nó sẽ lại mưa thôi mà. Nó sẽ còn mưa nữa, nó còn thời tiết bình thường của nó phải đến tháng 5, mưa đến tháng 5 cơ. Nhưng mà quan trọng là những cái ngô mà mình trồng ở trên đồi này là nó đã có hiện tượng là nó héo lắm rồi. Ngô hiện tượng là trồng trên đồi này nó đã khô rồi, nó thiếu nước quá cả nhà. Đến cái tuổi con thì đáng nhẽ phải nhiều nước hơn. Nếu như mà các bạn ấy chuẩn bị đất được sớm ngay từ lúc đầu ấy, thì mình trồng ngay ở cái cơn mưa đầu tiên của cái đợt 2 này này, thì ngô bây giờ nó đã tốt tầm khoảng phải đến khoảng ngang thắt lưng rồi đấy. Thì như thế là nó chịu hạn tốt hơn, nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà do mình bị chậm trễ mất phải đến 6-7 trận mưa ấy, cho nên là nó bị ấy quá, nó bị muộn quá. Anh ơi, mà lạc mình trồng trước hay ngô trồng trước vậy? Lạc mình trồng trước. Với lại lạc mình trồng ở phía dưới, cái lạc trồng phía dưới thì đất nó ẩm hơn, nó mát hơn. Còn cái khu trên đồi này cao hơn, ở dưới phía dưới phải đến tầm 30 mét cơ mà, cứ ít đâu. Cao đấy, ở trên đồi này cao hơn ở dưới rất là nhiều. Mà nó nắng khô nứt nẻ đất thế này. Ở trên đồi bao giờ đất ở dưới chân đồi đất bao giờ ẩm hơn, nhưng lạc không lo. Lạc khi mà nó đã bén rễ như thế là nó đã to rồi, cái lạc nó to rồi, nó chịu được. Còn cây ngô thì chịu hơi kém, nhưng mà cây đỗ thì chịu được kìa, đỗ chịu được. Hy vọng là cái ngô mình trồng trên đồi này là sẽ ok này mọi người này. Mình đã nói với các bạn, rút kinh nghiệm các bạn là đến sang năm này, nếu như các bạn ấy làm ấy, thì cần phải chuẩn bị đất sớm hơn nữa. Bởi vì là khi đấy thì các bạn ấy đã biết được thời tiết, đã biết được cái là các bạn đã có sự rảnh rang hơn rất là nhiều rồi, thì làm đất sớm hơn nữa thì chỉ cần là mưa một trận đầu tiên, trận thứ hai các bạn trồng ra là cái thì ngô nuôi nó đã tốt rồi, ngô nó đã lên ngon rồi, thì cái vụ thứ hai này mình làm nó sẽ ngon lành hơn rất là nhiều. Em thấy như vậy là mình đẩy cái vụ một đợt năm nay mình cũng trồng muộn hơn anh ạ. Đúng rồi, nói vụ chung là mình sẽ đẩy sớm hơn tí sớm hơn. Nói chung là năm nay là năm đầu tiên là do từ cái việc xây nhà thế xong rồi là thu hoạch quanh quanh rồi chuẩn bị đất của các bạn ấy nó rành ràng quá, nó nhiều việc quá, nói chung là nhiều việc quá, cho nên là chúng ta bị chậm mất hơn tuần hai tuần ấy. Là như thế là nó cái ảnh hưởng đến cây trồng rất là nhiều. Nên sang năm hy vọng là các bạn ấy rút kinh nghiệm là các bạn ấy làm sớm hơn, trồng sớm hơn, thì kiểu gì các bạn một năm bạn trồng được hai vụ cái mùa mưa này ngon lành luôn. Đó. Mà nhưng mà em thấy cái ngô này nó cũng vào cái tình trạng giống như cái vụ đầu tiên của ngô của mình đấy. Ừ. Về sau bắp nó cũng vẫn to anh ạ. À. Bắp ngô nếp của mình vẫn to. Ừ. Cây nhỏ nhưng bắp vẫn ăn được, vẫn to đấy. Quan trọng là có nước, nó có nước. Ừ. Đến cái đoạn sau mà nó mưa vẫn nhiều là thì nó vẫn lên được bắp to. Nhưng mà cây nó chắc chắn nó sẽ bé thôi, nó không được to, không được năng suất như cái kia được. Thôi video hôm nay chúng ta đi xuống Diên Hải để mua một chút đồ ăn cho các bạn ấy, xong là review thêm một tí công việc của các bạn ấy buổi sáng như thế nào ấy. Bây giờ là chúng ta sẽ kết thúc video ở đây nhé mọi người nha. Hôm nay cũng review luôn cả thời tiết cái nóng của Angola luôn cho mọi người. Rất nóng, rất khô nha. Nó thỉnh thoảng là ở giữa các đợt mưa là nó có những cái trận rất là nóng như thế này luôn đấy mọi người. Mà đặc biệt là ở bên này, đất đai ở bên này nó mưa xuống nó không giữ nước đâu. Nó mưa xuống là nó ngấm hết, nó trôi đi đâu hết, không có thấy một giọt nước nào cả. Thế xong mà đâu mà đến lúc trời mưa thì đến trời nắng thì nó sẽ bị khô nứt nẻ hết đất ấy. Mình đào đất lên có khi nó còn khô rong đi ấy.
Được rồi, kết thúc video đây nha mọi người. Chào mọi người nha. Tạm biệt mọi người nha. Ok.